Ok, chào các bạn. Hôm nay mình đang giới thiệu các bạn những con vật động vật như là một túi động vật gồm 2, 4, 6 con nhé. Túi thứ 2 2, 6 con nữa là 12 con nhé. Hôm nay mình sẽ review 12 con vật này và bóc hộp 12 con vật này cho các bạn xem. Thứ nhất mình sẽ bóc 6 con này trước. Tiếp theo mình sẽ bóc nốt túi này. Đố các bạn biết con này con gì? Con này mắt đỏ. Con này là con tinh tinh nhá. Tiếp theo, thú trúc. Tiếp theo, con này con gì các bạn? Con này là kangaroo. Rồi. Wow, cá sấu. Con này là con gì? Tê giác. Đây là chú ngựa nhá. Hầu chưa? Xem. Chua. Đây là chú yêu cao cổ nha. Chú yêu cao cổ thì chân bị sao này, không đứng được. Rồi mình để mình chỉnh chân cho chú yêu cao cổ nha. Tiếp theo, đây là gì? Đây là chú sư tử, chú sơn lâm đấy. Đây là một chú ngựa, ngựa vằn. Thường sống ở các vùng châu Phi. Ở đây, đây là một chú voi. Chú voi này rất là to. Tiếp theo, các bạn biết đây con cuối cùng, đây là con cuối cùng, nó biết, bạn biết con gì không? Con yêu nhá. Đấy. 12, tổng số là 12 con vật. Đầu tiên các bạn, khủng long, chú voi, chú yêu, sư tử. Xong qua. Tình tình nhìn rất đẹp, rất là ngầu. Thế là cá sấu. Cá sấu chuyên đi săn các động vật. Yêu cao cổ ăn lá nhá. Đây là chú yêu cao cổ. Yêu cao cổ thì thường thường là chỉ ăn lá thôi. Chân chú bị sợ. Ngựa này ăn cỏ nhá. Sư tử này ăn thịt nhá, ăn thịt, săn mồi các động vật yếu hơn, nhỏ hơn, hầu như các động vật nào sư tử này không ăn. Chú voi ăn cỏ, ăn lá cây, ăn cỏ. Thế
Đây là một chú hươu có chiếc sừng rất là to. Chú hươu này cũng là ăn cỏ. Đây là chú ngựa. Ngựa này cũng ăn cỏ nha. Tê giác cũng ăn cỏ. Tiếp theo, đây là gấu, gấu trúc thường ăn tre và cũng ăn các loại hoa quả. Còn đây là kangaroo. Kangaroo thì thường ăn cỏ nha các bạn nha, ăn cỏ, ăn là cây. Đây có chú túi con ở trong bụng. Đây là kangaroo mẹ và kangaroo con, các bạn thấy không? Ok, hôm nay đã kết thúc review những con vật. Cảm ơn các bạn. Hẹn các bạn ở những video sau nha. Video tiếp theo.